cùng đến với vòng 2 với tên gọi Những Hành Động Kỳ Quặc. Và ở vòng này thì đội sẽ bắt đầu trước là đội của anh Hiếu Hiền và chị Thủy Mười. Nhiệm vụ của anh chị là sẽ chọn khán giả của đội anh Trường Giang và chị Ngân Quỳnh. Chúng ta sẽ cố gắng trong thời gian 1 phút 30 giây chọc cười những vị khán giả để họ giữ cái nước chanh này. Họ có thể làm cho nước ra thì được, nhưng mà nuốt vô thì không có được. Tính nếu điểm. Mà cười một lần văng ra hết thì mấy điểm? Cười một lần mà văng ra hết thì tính điểm gấp đôi. Dạ. Được không ạ? Được. Được không? Còn nếu mà còn cười một lần mà nuốt cười hết là bị trừ gấp đôi. Không, cười một lần mà văng vô mặt thì sao? Nếu mà văng trúng một mặt là tính gấp 3. Trời ơi. Được không? Hấp dẫn không? Không, không hấp dẫn đâu. Cố ý phùng chết luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội anh Hiếu Hiền và chị Thi Mười. Xin mời. Cười. You. You. Gì? Kiểu gì vậy? You. Come here. Mời ba bạn, đến giờ chúng ta ăn la sét rồi đó. Ăn tráng miệng vào buổi chiều. Chúng ta giữ nước chanh ở trong miệng. Hello nha, hết ly thì nghỉ nha. Không có uống nha, giữ nước chanh trong miệng. Rồi, và bây giờ thời gian 1 phút 30 giây dành cho đội của anh Hiếu Hiền và chị Thị Mười. Bắt đầu. Yeah, em gọi nắng lên. Coi coi coi. Coi coi coi. Coi coi, nước chanh. Trời ơi, vô nước hả, vô nước hả, anh nằm ngón tay. Chưa hả? Gì vậy, anh, hiền gì vậy? Anh đang mua nè. Ai nuốt luôn rồi? Nuốt luôn hả? Nuốt luôn hả? Hả, ông Đàm ơi, còn hôm thiệt không á? Nuốt chưa? Bây giờ không cần nhả ra, đi nhả ra coi thử còn nhiều không? Nhả ra coi thấy, thử coi. Trời ơi, uống nước mà sao lộn qua lộn lại nha. Ăn cái trái gì lấy hột kìa trời. À, nuốt mất tiêu. Anh, trời, nuốt luôn rồi. Nuốt luôn rồi. Nuốt luôn rồi. Uống còn nữa hả? Trời ơi. Nuốt luôn nè. Trời ơi. Nuốt hết rồi, nuốt hết rồi. Nuốt hết rồi. Hết chưa? Nghe coi hết chưa? Trời ơi, chạy luôn. Đúng hết rồi, đúng hết rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Tém luôn rồi, hết rồi không? À. Hết rồi không? Ôi, không còn. Còn mà không văn. Trời ơi, cái răng nó khích vào, không văn cái hồn nước không ra được kìa. Lấy cái tay ra, không có bấm. Không có bấm, không có bấm. Cái gì mà bấm. Bấm cái gì mà bấm. Yeah. Anh giờ, chúc mừng, vâng. Rất là tuyệt vời. À, trong số 3 người thì cô này là người phun nước nhanh nhất. Vừa mới hả có một màn thôi mà nước phào 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 bay ra là như vòi rồng vậy đó. Dính luôn chân mình đó. Dạ. Yeah. Dạ do em uống nhiều với lại nhìn mặt anh Hiếu Hiền em mất cười quá. Vâng. Em có biết là hồi nãy anh có quy định là nếu như mà em phọt ra như vậy là điểm tính gấp đôi không? Dạ. Yeah. Và rất là tiếc là lúc đó anh đáng lý anh phải hứng. Tại nếu anh hứng là điểm tính gấp 3. Thôi, không được đâu, mình đã hứng vô cái chân rồi. Dạ. Anh đưa cái mặt vô hứng, kỳ lắm. Hồi nãy thì anh thấy hình em có vẻ như là sắp nuốt đúng không? Ờ, vâng. À hả, rồi cuối cùng em có nuốt không? Không, em không nuốt. Em không nuốt đúng không? Thế còn em? Dạ, em nuốt hết. Vậy là hôm nay sức khỏe em tốt đó, anh nói thiệt. Vì sao? Vì... Em xin lỗi anh. Hôm nay C nhiều. Không sao, có vitamin C để đề kháng tốt, vâng. Thưa quý vị, và như vậy là đội của anh Hiếu Hiền và chị Thị Mười đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở lượt thi đấu này. Hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng họ. Ngay bây giờ sẽ đến với lượt thi đấu tiếp theo của anh Trường Giang và chị Ngân Quỳnh. Xin mời. Cảm ơn nha Cưng, cảm ơn. Cảm ơn em nha, đang gửi. Cảm ơn em, đang gửi cho anh. Dạ, cảm ơn. Và bây giờ xin mời cặp đôi hoàn hảo của chúng ta. Cả hai sẽ sẵn sàng lựa cho ba khán giả của đội Đức Phương. Rồi. Rồi, mời mời em một ly. Uống, nhiều lên nha em, nhiều lên, nhiều lên. Nhiều lên ba nha. Ba đứa cùng ly cái vô, cùng ly cái. Cùng. Nhiều lên. Rồi. Rồi. Chuẩn bị. Thưa quý vị, đây là bữa ăn của một ông bố và bà mẹ đã chuẩn bị cho ba đứa trẻ của nhà mình. Thời gian 1 phút 30 giây bắt đầu. Một lần nữa mai mình tha rồi. Còn gì nữa đâu mà chúng đôi quyến tình.
cười sao không có phun ra đây trời. Vì em của ngày hôm qua. Trời ơi quá. Vì em của ngày hôm nay. Sao không chịu phun bên đây trời. Vì anh của ngày hôm kia. Anh của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, rất là tuyệt vời khi cả hai đội của chúng ta đều làm cho khán giả phun nước ra ngoài. Và điều đặc biệt là anh Hiếu Hiền và chị Thụy Mười của chúng ta đã làm cho ba khán giả của chúng ta phun nước với thời gian là trên khoảng 1 phút, nên tổng điểm là được 30 điểm. Xin chúc mừng. Riêng của đội của anh Trường Giang và chị Ngân Quỳnh thì làm cho khán giả của chúng ta phun nước với thời gian là dưới 1 phút, nên ban tổ chức không chỉ là dành số điểm 30 cho đội mà còn thêm 10 điểm tiễn nữa và như vậy là 40 điểm nha. Và như vậy là đội của chúng ta hay quá. Anh ơi, anh chúc mừng anh. À, không ngờ là cặp đôi của chúng ta. Cặp đôi khều đùng. Khều đùng hả? Tại sao khều đùng? Là khung đều.